chào bà con nha. Hôm nay Út quay cho mọi người cách ủ men vi sinh cấp 1 ha. Để nguyên liệu mà để ủ men vi sinh cấp 1 thì cần có cái thùng phi 100 lít hoặc 120 lít nha. Với lại là mực rỉ đường này mọi người. Đây, đây là mực rỉ đường đậm đặc nha. Thăng tới. Lấy 1 ký men. Men vi sinh H9 nha, xé ra. Cái này là Út chiết ra, Út đem vô chạy, Út ủ mọi người. Men vi sinh H9 nha. Cái này hình như ở ngoài miền Bắc mình không có, đa số ở trong miền Nam á. Còn ngoài miền Bắc thì có cái men men gì ta, hoạt tính á. Đây, xé ra luôn. Một cái đổ vô hết đi. Đây mọi người, men rất là thơm, đậm đặc lắm nè. Đây là 1 ký men. Bỏ cái bao đừng có sợ đó. Ký men đây. Rồi do đó chị xé, chị gỡ găng tay ra thì cái này nó không có bám mùi. Với lại là 100g phụ gia dinh dưỡng. Với lại 5 ký mực rỉ đường nha. Là mình ủ ra được nguyên liệu đây mọi người này. Đó, đây là cái men vi sinh mà Út đã ủ rồi nha. Xong rồi giờ Út ủ xong cái men cấp 1 này để dành lần sau. Xong rồi còn cái này á, Út sẽ ủ lên men cấp 2 ha. Đây là men vi sinh cấp 1 nè. Đó, sau khi ủ cái này là 2 tuần rồi mọi người. Còn để mà ủ đơn giản nhất là cứ 100 lít men vi sinh cấp 1 á, thì mọi người lấy 1 ký men vi sinh H9 100g phụ gia dinh dưỡng cao cấp. Với lại là 5 ký mực rỉ đường nha, 90 lít nước găng kín lại. Sau là 6 đến 7 ngày là mọi người có thể lấy để ủ thức ăn cho heo. Lấy cho em một lạng thôi. Từ từ. Đổ đi. Hết rồi. Rồi. Là mình lấy 100g, cái này là khói bụi á mọi người. 100g phụ gia dinh dưỡng nha. Rồi. Đóng cái đó lại. Đây nha mọi người. Để ủ được 100 lít men vi sinh cấp 1 hoặc là để nhân men á thì mình lấy 90 lít nước sạch, 5 ký mực rỉ đường, 1 ký men vi sinh H9 với lại 100g phụ gia nha. Đổ vô đây nha. Rồi giờ chị đổ đường vô đây cho em ấy, đổ mực rỉ đường vô đây cho em ấy. Cái máy này. Để cái máy này ra xa nha. Đúng rồi, cho cả mực rỉ đường. Mực rỉ đường nữa nha. Cái men kia. Từ từ. À rồi. Lấy cái can kia. Yếu mà thích ra gió. Bụi quá. Đây đổ vô đây nha. Được không? Rồi. Đây là mực rỉ đường này, đổ đầy cái can này cho. Rồi ngưng đi. Đúng rồi. Đây là mực rỉ đường đậm đặc nha mọi người. Nè. Đó. Cái nó sẽ có cái vị ngọt nha, hậu rất là ngọt nha. Đây. Nè mọi người, nhìn cái màu mực rỉ đường đậm đặc ở bên trại Út nha. Nếu bà con nào mà cần mực rỉ đường thì có thể liên hệ với Út ha. Đây, số điện thoại là 0976629090 nha. Ví dụ như bà con mình gọi hay là nhắn tin mà máy bận hoặc là chưa trả lời, mọi người có để lại tin nhắn giùm Út nha. Hôm bữa Út có nhờ nhỏ cháu với nhỏ em nó nghe giùm á, mà nó không có biết nên nói chuyện điện thoại với mọi người á. Nhiều khi nó không có biết cái chăn nuôi á. Nó nói nhiều khi bà con cự bà con luôn á, cho nên là Út rất ngại khi nhờ người khác nghe điện thoại á, cho nên là Út sẽ cố gắng nghe. Nên bà con mình gắn nhắn tin nhiều Út nha, tại vì nhiều khi Út nghe không hết á. Bây giờ thì đây, trong này là có 1 ký men vi sinh H9, 100g phụ gia. Bây giờ thì Út sẽ đổ lấy đem nước lại đây cho em nha. 5 ký mực rỉ đường vô đây mọi người. Đó. 5 ký mực rỉ đường vô đây ủ nha. Chế vô đây. Đó, bây giờ thì mình sẽ chế nước vô. Cái này không cần oxy, sục oxy nha mọi người. Nha bà con. Cái này không cần xịt oxy gì hết nha.
Cái này rất là mạnh, lên men trực tiếp luôn. Hắc chín này lên trực tiếp luôn, không cần dùng oxy nha. Chị đổ cho em thêm 1 ca nữa. Cứ đưa đây, đưa đây. Rồi chị đổ cho đi. Cứ đổ đi, khỏi cần đổ vô cái ca. Rồi đổ đi em, khi nào em kêu ngưng là ngưng. Đó, đây nè mọi người. Rồi ngưng đi. Rồi, ok. Đây ha. Cầm cầm cái vòi giùm em. Cái văng lên. Đó. Thì ông sẽ nhắc lại cách làm rất là đơn giản nha mọi người. Để được 100 lít men vi sinh H9 cấp 1 để nhân men lên hoặc là cho ăn trực tiếp, ủ thức ăn trực tiếp đều được ha. Thì lấy 90 lít nước sạch nè, 90 lít nước sạch nha, 1 kg men vi sinh H9 100 gram phụ gia dinh dưỡng cao cấp dùng để nhân men nha. Cái dinh dưỡng đó là dùng để mình con men mình lên nó mạnh đó, để mình ủ bã đậu hay cám bắp cám ngô nó mạnh. Còn nếu như mà bình thường thì nó sẽ lên yếu hơn mọi người. Nhiều khi heo mình ăn. Rồi đây 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 đây, ok. Đó, ướt cái máy. Rồi ok. Đó, như này là nó đã đều rồi nè. Đây là hỗn hợp men vi sinh H9. Dạ. Không, chưa tắt, chưa xong mà. Đây là 90 lít nước nha, sạch với lại là 1 kg men vi sinh H9 100 g phụ gia cao cấp. Găng kín lại. Chị lại lấy một cái miếng ni lông ấy. Ni lông. Xong rồi găng kín lại. Đây là đây. Đó, bây giờ thì sẽ găng kín lại nha bà con. Để sau 6 đến 7 ngày là mình có thể sử dụng được ha. Bây giờ đẩy lên. Rồi, lấy cái nắp. Chị Út lần đầu làm luôn mọi người, Út hướng dẫn cho chị. Đó, đẩy nắp lại. Găng ấy lại nha. Rồi, ok. Vậy đó, đây là hũ này nha. Rồi. Thì nếu mọi người mà cần hướng dẫn gì đó ủ men hay mực rỉ đường máy ấp trứng thì cứ liên hệ với Út qua số điện thoại 0976629090 nha. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để có thể xem nhiều video từ chạy Út Bot lên cho mọi người coi nha.